chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Điểm tin 24/7 của báo Giao Online số 175 từ ngày 23 đến ngày 31 tháng 5 năm 2019, gồm có những tin chính như sau. Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 9 bầu ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Lãnh đạo tỉnh đối thoại công nhân lao động. Hơn 22.400 thí sinh đăng ký tuyển sinh lớp 10. Khai mạc lễ hội với bà chúa xứ núi Sam năm 2019. Bế mạc tour xe đạp toàn quốc về nông thôn tranh cúp gạo hạt ngọc trời An Giang lần thứ 24 năm 2019. Ra quân sinh hoạt hè, chiến dịch mùa hè tình nguyện và tháng hành động vì trẻ em năm 2019. Thực nghiệm điều tra vụ giết người cướp tài sản tại tiệm vàng Khuê. Trong tuần, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 10 bất thường để kiện toàn công tác nhân sự và một số nội dung khác có liên quan. Tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu và thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Dương Bình Thạnh, nghỉ hưu theo chế độ, đồng thời bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Bình, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu thực hiện nhiệm vụ, tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, trên tinh thần đổi mới về tư duy, sáng tạo trong cách làm, quyết tâm khi hành động, với vai trò là người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh, ông sẽ cùng tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành bám sát các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, động viên mọi nguồn lực, tri thức cộng đồng, sự đồng thuận của các tầng lớp xã hội để tạo bước phát triển mới cho tỉnh nhà. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết về ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh cho chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm để Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh cho vay. Nghị quyết giao số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh năm 2019. Trong tuần, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức diễn đàn Nghe công nhân nói công nhân nghe với sự tham dự của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nương, lãnh đạo các sở ngành tỉnh và 150 công nhân lao động. Chia sẻ những trăn trở của công nhân lao động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nương đề nghị các sở ngành tiếp tục xem xét những vấn đề công nhân lao động đã nêu tại diễn đàn để tập trung giải quyết thấu đáo. Phải thường xuyên kiểm tra, thanh tra các vấn đề có liên quan đến đời sống công nhân lao động tại các công ty, đảm bảo đúng theo quy định pháp luật. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nương nhấn mạnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ đồng hành cùng Liên đoàn Lao động tỉnh làm tốt nhất những gì trong điều kiện cho phép để doanh nghiệp phát triển, đồng thời sẽ nắm bắt xử lý kịp thời những khó khăn của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải làm tốt trách nhiệm của mình, chia sẻ với công đoàn, chăm lo cho người lao động ngày một tốt hơn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nương cũng mong muốn công nhân lao động chấp hành nghiêm quy định tại nơi làm việc, góp phần duy trì ổn định phát triển sản xuất kinh doanh, chịu khó học tập, nâng cao tay nghề, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh. Tại diễn đàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã nhận được 11 lượt ý kiến trực tiếp và 30 ý kiến của công nhân lao động do Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn các khu công nghiệp và công đoàn cơ sở doanh nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh gửi về. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết, năm nay toàn tỉnh có hơn 22.400 thí sinh lớp 9 đăng ký thi tuyển vào lớp 10 các trường công lập. Toàn tỉnh sẽ tổ chức 46 điểm thi, trong đó có 2 hoạt động thi chuyên và 44 hoạt động thi đại trà. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sẽ diễn ra trong 2 ngày 3 và 4 tháng 6. Thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 trường Trung học phổ thông công lập, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông dự thi 3 môn: Ngữ văn 120 phút, Toán 120 phút, Ngoại ngữ 60 phút. Đối với thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên dự thi 4 môn gồm: 3 môn cơ bản, đề thi chung với thí sinh thi vào trường Trung học phổ thông công lập khác và 1 môn chuyên. Các môn chuyên gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Tiếng Anh. Thời gian làm bài thi môn chuyên, Hóa học và Ngoại ngữ 120 phút, các môn khác là 150 phút. Trong tuần, tại miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, thành phố Châu Đốc, lễ hội cấp quốc gia với Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2019 đã chính thức khai mạc.
Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, một lễ hội mang bản sắc dân tộc đậm nét dân gian nhưng cũng chứa đựng nhiều màu sắc của người dân An Giang, đáp ứng nhu cầu văn hóa xã hội, đời sống tinh thần của nhân dân Nam Bộ, diễn ra từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 5, nhằm ngày 22 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch, với các nghi thức truyền thống như lễ phục hiện rước tượng bà, lễ tắm bà, lễ thỉnh sắc thần thoại Ngọc Hầu, lễ túc yết và xây chầu, lễ chánh tế và lễ hồi sắc. Với nỗ lực nâng cao chất lượng các hoạt động, từng bước phát triển lễ hội trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Trong khuôn khổ các hoạt động lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm nay, thành phố Châu Đốc đã tổ chức tuần lễ văn hóa trên khắp các sân khấu của thành phố nhằm phục vụ du khách và người dân với các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc mang đậm nét văn hóa của bốn dân tộc Kinh, Chăm, Hoa, Khmer. Bên cạnh đó, còn có các trò chơi dân gian tại phố đi bộ Núi Sam như kéo co, đẩy gậy, thả diều nghệ thuật, trò chơi vận động liên hoàn, cờ tướng, hội thi chim hót, chọi gà, cờ người, vân vân, phục vụ người dân và du khách. Sau 9 ngày tranh tài, tour xe đạp toàn quốc về nông thôn tranh cúp gạo hạt ngọc trời với chủ đề 24 năm kết nối những cung đường do Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam, Sở Văn hóa thể thao và du lịch An Giang phối hợp tập đoàn Lộc Trời tổ chức đã kết thúc trong tuần qua tại thành phố Long Xuyên. Kết quả chung cuộc, vận động viên Bilgunzara Edenbad, đội Bonachen Asia Cycle Academy Nhật Bản xuất sắc đoạt áo vàng chung cuộc. Vận động viên Nguyễn Văn Bình, Mega Market thành phố Hồ Chí Minh đoạt áo xanh chung cuộc. Ở nội dung đồng đội, đội Bonachen Asia Cycle Academy Nhật Bản giành chức vô địch, đội tập đoàn Lộc Trời An Giang hạng nhì và Inhua Đồng Nai hạng ba. Tour xe đạp toàn quốc về nông thôn tranh cúp gạo hàng ngọc trời lần thứ 24 năm 2019 có 71 vận động viên của 13 đội trong nước và Nhật Bản tranh tài 10 chặng với lộ trình dài 734 km đi qua các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp và An Giang. Trong tuần, Ban chỉ đạo sinh hoạt hè tỉnh tổ chức lễ ra quân sinh hoạt hè, chiến dịch mùa hè tình nguyện và tháng hành động về trẻ em năm 2019. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo sinh hoạt hè tỉnh Lê Văn Nưng đề nghị Ban chỉ đạo sinh hoạt hè các cấp chủ động phối hợp các ngành thành viên trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình hoạt động thiết thực phù hợp thực tế địa phương đơn vị. Trong đó cần tập trung triển khai đồng bộ các hoạt động quản lý giáo dục thanh thiếu nhi trong dịp hè, phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, ngăn ngừa thanh thiếu nhi vi phạm pháp luật, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các hoạt động sinh hoạt hè, chiến dịch mùa hè tình nguyện phải đa dạng, phong phú, sáng tạo với nhiều mô hình hay cách làm mới để thu hút đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia. Lực lượng tham gia chiến dịch mùa hè tình nguyện phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, đoàn kết thực hiện hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ gắn với các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, định hướng về nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng ý thức, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông. Dịp này, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh 102 triệu đồng, Ban chỉ đạo sinh hoạt hè tỉnh trao tặng 4 bể bơi di động, phục vụ sinh hoạt, vui chơi và phổ cập bơi cho thiếu nhi, tặng 10 góc học tập, 2 sổ tiết kiệm cho đội viên thiếu nhi tiêu biểu có hoàn cảnh gia đình khó khăn, xây dựng 2 điểm vui chơi cho trẻ em ở huyện Châu Thành và tỉnh Biên. Ngoài ra, Ban chỉ huy chiến dịch mùa hè tình nguyện và tháng hành động vì trẻ em năm 2019 còn trao tặng 50 phần quà cho thiếu nhi nghèo như Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6. Trong tuần, trước sự chứng kiến của Ban ngành pháp luật tỉnh, Nguyễn Thanh Phương, sinh năm 1981, trú khóm Long Thạnh D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, đã thực hiện điều tra là hành vi giết người cướp tài sản tại tiệm vàng Khuê thuộc khóm Long Hưng, phường Long Châu, thị xã Tân Châu vào ngày 16 tháng 4 vừa qua. Theo kết quả điều tra, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 16 tháng 4, Phương đeo khẩu trang che mặt và đem theo bộ sạc điện giấu trong ba lô đến tiệm vàng Khuê do bà Đặng Kim Khuê, sinh năm 1968, khóm Long Hưng, phường Long Châu, thị xã Tân Châu làm chủ. Lúc này, thấy bà Khuê đang đứng trong tiệm vàng một mình, Phương tiến tới tiếp cận hỏi mua vàng, rồi bất ngờ quật ngã bà Khuê xuống nền gạch và dùng sạc điện chích vào người nạn nhân. Sau đó đến mở tủ lấy vàng và tiền mặt trị giá trên 1,3 tỷ đồng bỏ vào ba lô. Dù bị tấn công nhưng bà Khuê giả vờ bất tỉnh rồi tìm cơ hội chạy ra cửa tri hô cướp nhưng bị Phương đuổi theo tiếp tục đè xuống chích điện. Nghe tiếng tri hô, người dân chung quanh bao vây bắt giữ Phương cùng tang vật. Nhận được tin báo, công an thị xã Tân Châu nhanh chóng có mặt tại hiện trường,
cùng người dân khống chế đưa đối tượng và tang vật về trụ sở làm việc. Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ thương tật do Phương gây ra cho bà Khuê là 16%. Chương trình điểm tin 24/7 của báo Nhà Online đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.